Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24 trên 7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục chương văn thần SPTM. những con số liên quan đến bệnh dịch nó càng lúc nó càng gia tăng và đi kèm theo nó tới quý vị cái số người đi vào bệnh viện nhiều và bệnh viện không còn đủ phương tiện để mà cứu chữa. Thí dụ như ngày hôm qua, à, thống đốc của tiểu bang Arkansas là ông Asa Hutchinson gửi ra một cái tweet như thế này ngày hôm qua thân, thân cho xem mạng laptop của tôi ông ngày hôm qua ông gửi ra ông nói là hiện tại bây giờ cả tiểu bang của ông chỉ còn có 8 cái giường à cái tám cái giường chăm sóc đặc biệt là còn chỗ trống giường ICU tám cái giường ICU còn chỗ trống mà thôi thì cái này là ông tweet ngày hôm qua yeah. sang ngày hôm nay thì chúng tôi thấy rằng là chắc là không còn cái giường nào và bao nhiêu người coi như là hàng ngàn người ở từng những cái tiểu bang nhỏ nhỏ như để mỗi ngày bệnh và những người này không chích ngừa thì chắc chắn là đa số trong số họ And Cuối cùng cũng phải đi vào bệnh viện Mà bây giờ khi mà cần những cái giường ICU thì không còn nữa Đây là cái tiểu bang Arkansas, hồi nãy anh trung nói tiểu bang nào là không còn từ ngày hôm qua hôm kia rồi uh, Mississippi. Uh, uh, Mississippi Không không không, uh, Alabama thì phải uh. Uh, Alabama, Mississippi yeah. Yeah. Mississippi, Mississippi Dạ, yeah. yeah. những cái tiểu bang đó không còn nữa, thưa quý vị mà chúng ta để ý nhớ chúng ta đã quen cái cái nhịp điệu này rồi. Ở tại New York khi mà bùng phát ào ạt, người ta vào không còn chỗ. Khi mà không còn chỗ thưa quý vị thì con số tử vong nó gia tăng ngay lập tức. Thì thưa quý vị, những quý vị đang sống ở những tiểu bang này chúng ta cross finger cầu nguyện với Chúa thôi chứ biết làm sao bây giờ. <laughs> <laughs> Nhà giao cầu nguyện với Chúa à. Giờ dạ, chứ mình làm sao bây giờ? Bây giờ vào bệnh viện không có chỗ để nằm. Cầu nguyện với Chúa Việt yeah, Chúa rồi. Chúa Lết, chúng, chúng là ta đã gửi sứ giả trong đúng rồi con, không chịu nghỉ. bây giờ chỉ có nước đổi lá phiếu của mình thôi tại vì khi đi bầu đó bầu à, lộn à. bầu lộn thì bầu lại <laughs> cái lá phiếu của mình thôi tất cả chúng ta khi bầu bỏ phiếu bầu là chúng ta quyết định cái số phận chính trị và con người của chúng ta chúng ta bầu chúng thì nó chúng bầu lộn thì nó lộn rất là đơn giản nghe không còn không thích thì như ông tổng thống bốn năm nói đi chỗ khác ở được chưa rất là đơn giản Các bạn ơi, thôi Cái chỗ chết mà đâm đầu vào Thì ráng chịu không? Biết chỗ này chết Lỡ rồi mà sắp chết thì chuyển đi chỗ khác Nó sống, vậy thôi Đơn giản Bây giờ chú lết rồi Nghe không Rồi, uh, anh còn nói gì chuyện này là Bây giờ vấn đề con nít nè à, Bây giờ yes, con yes, nít yes, là ghê yes, yes. Thì bây giờ thưa quý vị cái tình hình mà covid 19 hiện nay thì người ta thấy trong những ngày qua là cái số trẻ em mà vào bệnh viện tăng khắp nơi nha khắp nơi và đây là cái khuynh hướng mà nó cho thấy rằng là cái con biến thể delta nó phát triển ở trẻ em à. nó khác với cái covid cái covid hôm trước mà chúng ta mà trích ngừa đó thì cái đó trẻ em lại không bị nhưng mà cái delta này nó xử luôn người lớn và trẻ em đó à thành ra trẻ em trong những ngày qua lại tăng trong cái số người vào bệnh viện trên màn hình quý vị đó là ông bác sĩ Zemvlaslovic ông cho biết như thế và nó bắt đầu từ tháng đầu tháng 7, chúng tôi thấy cái số trẻ em mà tăng cao trong cái uh, số mà người vào bệnh viện trong đó có trẻ em tăng cao và cả cái người lớn cũng tăng nữa hiểu không nhưng mà cái người lớn tăng thì không kể rồi là bởi vì là 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 người lớn không chịu trích thì đáng chịu và các em đặc biệt các em mà dưới 12 tuổi chưa được trích và ông bác sĩ này là của các bệnh viện nhi đồng ở bên Texas bệnh viện nhi đồng bên Texas ông cho biết như thế thì đây là cái điều mà ông nói rằng là cái đợt này là cái đợt mà nhiều nhất và cái, cho thấy rằng là cái biến thể delta cái mức độ uh, và lây lan của nó chúng ta chưa biết như thế nào và bây giờ là trong cái bệnh viện của ông đó, ông nói đó chín những cái trường hợp mà trẻ em và người lớn bị đó, là đều liên quan đến biến thể delta chín mươi người mà vô bị covid thì trong đó là liên quan đến biến thể delta và thực tế là chúng ta biết trẻ em dưới 12 tuổi thì chưa được chích ngừa cho nên trẻ hai trẻ em từ 12 tuổi trở lên có thể coi như là được chích vaccine nhưng mà nhiều người không chịu chích à, những trẻ em này thì lại bị bố mẹ không cho chích thành ra chúng ta vẫn còn nghĩa là dưới 50% cái số người lớn trong khu vực này, cái khu vực của ông đó, là chưa có chích ngừa đầy đủ Cũng như chưa có chuẩn bị uh, Cho con cái chích ngừa Để mà trở lại trường học Đó là theo lời ông bác sĩ James Vesalovic Vừa rồi nói thì lòng Vâng thì thưa quý Những uh, cái vấn đề mà trẻ em Con số nó gia tăng hiện tại Đặc biệt là những cái tuổi dưới 12 tuổi Vì cái tuổi đó chưa được chích ngừa Nhưng mà như anh Dũng có trình bày là Các bác sĩ cũng nói Cũng rất nhiều Gia đình chưa cho con em của mình những trẻ nào trên 12 tuổi đi chích ngừa thì chúng ta thấy có một cái chuyện rất là đặc biệt trong cái thời điểm này khi mà bệnh dịch mới khởi phát thì chúng ta đều nghĩ là trẻ em miễn nhiễm đúng không anh dạ. Dũng? Chúng ta không có trẻ em bị nhưng bây giờ tình hình nó khác đi với các biến thể Delta những cái biến thể này nó xâm nhập từ các nơi khác đến rồi bắt đầu lây lan bùng phát ở tại Hoa Kỳ giữa những người mà không chịu chích ngừa và bây giờ họ lan truyền cho tất cả trong những trẻ em này là con cái của họ. Và trong cái chuyện này cũng có một cái chuyện uh, mới được đưa ra một em ở tại khu vực Orange County của chúng tôi ở đây. Em này 14 tuổi. Cả gia đình đi ăn uh, sinh nhật xong về tất cả gia đình bị bệnh hết. Nhưng mà may mắn nguyên cái gia đình này họ được gọi là lành bệnh. Em này cũng lành bệnh. Nhưng mà có một cái biến chứng mà trong gia đình bây giờ họ bắt đầu hoảng sợ. Là tự nhiên có một ngày một đứa một người anh em của cái đứa bé 14 tuổi này nó nói rằng là mẹ ơi anh Daniel cái cậu bé này tên Daniel. Nó kỳ cục lắm, nó 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 nó, nó có những cái hành vi rất là bất thường. Thì bà mẹ mới bắt đầu chú ý lại thì thấy thằng này tự nhiên nó trở thành một đứa một đứa mà bà không nhận là là con của mình nữa là thứ nhất về nó có một cái tâm trạng rất là bấn loạn bất thường và đến mức là họ đưa vào bệnh viện thì bây giờ người thấy rằng đứa bé này bị cái chứng là rối loạn tâm thần thì theo các địa hình ảnh quý vị gọi là cậu bé Daniel uh, cái họ của cậu tên là cậu Daniel Salinas thì cái cậu bé này bây giờ đó sau khi lành bệnh về cái gọi là những cái triệu chứng covid 19 nha quý vị lành bệnh rồi xét nghiệm âm tính rồi nhưng cái di chứng để lại cái di chứng để lại là cậu bé này bị rối loạn tâm thần thì khi đưa vào bệnh viện bác sĩ đây, hiện tại bác sĩ mới thừa nhận một chuyện như thế này mỗi một ngày chúng tôi lại học thêm một điều mới về con covid 19 chúng tôi không hiểu hết được tất cả và bác sĩ nói rằng là chúng tôi chỉ dự đoán là cái con covid 19 nó để lại một cái uh, tình trạng nào đó trong não của các đứa các đứa trẻ nó làm cho trung khu thần kinh của các đứa trẻ này bị gọi là viêm sưng lên và đưa đến cái hành vi là rối loạn nhân cách và bây giờ bác sĩ cũng cho biết rằng là họ cũng không biết là chừng nào em này mới hết bệnh không biết luôn thì người mẹ này họ đưa cái chuyện của con mình ra họ nhắc nhở đi chích ngừa và quý vị đừng có coi thường chúng tôi coi thường chúng tôi kéo nhau đi ăn sinh nhật đông đúc rồi về cả nhà bị bệnh. Đừng có vì những cái cuộc vui nhất thời mà quý vị cần phải nhớ Covid-19 bệnh xong nó để lại di chứng. Thì đây là một cái thông điệp phải nói rất là mạnh của các vị phụ huynh. Thưa anh Dũng. Vâng. Thì đó là cái câu chuyện Covid-19 sáng ngày hôm nay cũng còn là ờ ừ, như vậy là anh nói về cái trường hợp một em bé bị bị bốn tuổi rối loạn tâm thần đúng không? Dạ. Yeah, yeah. Trong khi đó thì tại tiểu bang Florida ông đồ tệ <laughs> Ron DeSantis tiếp tục đưa cái gọi là cái lưỡi hái của mình ra và ông đang hăm là cắt lương của các giới chức giáo dục ở những học khu mà không mà bắt trẻ em đeo khẩu trang ta đi ngược lại cái chính sách của ông ông cho rằng chỉ có phụ huynh mới có quyền à, quyết định đeo khẩu trang cho con mình, không trường học không có quyền. thì bây giờ đã có ít nhất là hai học khu trong đó một học khu lớn thứ nhì ở tại uh, uh, Florida họ nói là họ bắt buộc học sinh phải uh, đeo khẩu trang thôi. thì hôm nay là ông uh, Ron DeSantis tuyên bố là bất kỳ giới chức nào mà quyết định mà đi ngược lại uh, chính sách của tôi đó là là không được bắt buộc uh, trẻ em đeo khẩu, khẩu trang đó thì có thể bị ảnh hưởng tài chính do cái quyết định của họ và bộ giáo dục của tiểu bang này sẽ quyết định giữ lương của những cái tổng quản trị cũng như thành viên hội đồng giáo dục của những nơi nào mà không lắng nghe cái quyết định hành pháp của thống đốc để san tít cấm trường học bắt buộc học sinh đeo khẩu trang à, và văn phòng của thống đốc đưa ra cảnh báo như thế um, và các giới chức này cho biết cái vấn đề trừng phạt tài chánh uh, có thể là uh, ảnh hưởng đến những cái quyết định mà của những người đó đưa ra chứ không phải ảnh hưởng đến là học sinh đó. và cái uh, người cái bà christina pusso tức là phát ngôn viên của ông ron Santos có cho biết như thế này uh, ngân quỹ giáo dục là cho học sinh học sinh không phải quyết định là có đeo khẩu trang không mà cái này là do cha mẹ quyết định thành ra những cái tiền phạt này không có ở uh, vi phạm của luật nào cả mà chỉ là nhắm vào những cái người những cái giới chức nào mà đưa ra quyết định đó à chuyện này cũng vui lắm tôi sẽ kể tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình SBT